iPhone 12 phù pin cỡ này, nhưng ác cái là muốn xài thì phải cắm sạc nữa, gỡ ra là tắt luôn. Có anh em nào ở đây bị vậy chưa ta? Thì nay chi nhánh 1 Mr. Kel mình vừa sửa tiệm xong ha, nên anh em mình qua set up lại tiệm và bàn làm việc. Thì có đón hai bạn sinh viên ghé qua xử lý lại con 12. Lỗi như đầu mình kể, kiểm tra tình trạng pin thì phù khá là nặng, nếu mà để lâu thì có thể hư luôn cái màn nha. Nên anh chị em mình xài iPhone lâu lâu gỡ cái ốp ra xem cái nha. Nhiều khi bị phù mà mình không biết á, thay pin chỉ tốn vài trăm cho đến một củ, nhưng mà thay màn thì hơi bị xón ví nha. Phù pin thì có rất nhiều nguyên nhân, đa số là pin sạc trong tình trạng nhiệt độ cao, ví dụ như vừa chơi vừa sạc, hoặc là xài sạc kém chất lượng nên điện nạp vào pin không ổn định, lên xuống bất thường cũng là một nguyên nhân nữa nha. Bây giờ thì củng cố lại con iPhone 12 thôi. Vì nhu cầu em không có nhiều nên Mr. Cao mình tư vấn cho em dòng pin Vsen dung lượng chuẩn. Còn anh em nào xài quá nhiều thì có thể cân nhắc Vsmart dung lượng siêu cao ha. Nói chung là cái gì cũng vậy, mình nên biết nhu cầu chính của mình là gì mà chọn sản phẩm phù hợp nhé. Giờ thì để xem con máy của em có sập nguồn nữa không ha. Lên rồi nha. Nãy thì mình test chỉ cần vuốt một cái là sập nguồn, giờ thì test lại không sập 100% là do cục pin cũ. Lỗi rồi ha. Tưởng mọi chuyện thì đã ngon lành, mà khoan, cái miếng sạc không dây nó kỳ kỳ lạ lạ, sao nó gồ lên dữ rồi ta, làm cái cục pin mình dán vào bị lủng luôn. Đèn thiệt, check kỹ lại cho em. Thì máy em là một con máy thay vỏ ha, đèn thật. Thợ trước ráp sạc không dây sai kỹ thuật nên nó gồ lên, nhìn là thấy ớn liền. Kể ra thì máy bạn này trước mua cũ, chả hiểu sao ông bán ba hoa thế nào mà giờ này mấy em không biết gì về tình trạng máy luôn em ạ. Nên anh em nào không rành kỹ thuật thì mình khuyên thật lòng, chọn nơi uy tín mà mua, hoặc nên tham khảo một số clip check máy bên trong, tham khảo trước, nắm một số kỹ năng rồi mình đi tiệm mua, bắt người ta mở ra xem là ok ha. Máy này mà muốn xử lý triệt để cái đế sạc không dây thì phải gỡ toàn bộ máy ra ha. Nhưng mà em nói mình thôi lỡ rồi, anh phứt tạm cho em đi. Nên mình có phứt tạm bằng keo cắt nhiệt và cắt điện để tránh ảnh hưởng tới cục pin mới, nãy hư một cục rồi. Không phứt lại thì hôm nay lại xì thêm một cục nữa, khổ cho mình. Xử lý xong ha, bây giờ thì hướng dẫn em cách sử dụng pin mới như thế nào là tốt nhất. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sạc nạp 3 lần đầu tiên, sau đó là xài ổn định. Yes. Thì hai bạn sinh viên này khá là dễ thương, có ghé mình 2 lần rồi nên mình có giảm thêm 100k thì coi như là phụ tiền xăng nước cho em, cũng không có bắt đền cục pin lủng nha. Rồi, đặc quyền cho anh chị em ghé Mr. Cao 9.1 hết tháng 4 này tại 969 Nguyễn Như Trinh, phường Phú Hữu, Thủ Đức. Mình sẽ giảm 10% chi phí tay pin cho mọi dòng iPhone và giảm 279 cành khi mua bất kỳ sản phẩm iPhone nào chỉ riêng tại chi nhánh 1 Mr. Cao mình nha. Chúc anh chị mình sức khỏe dồi dào. Bye bye.